Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em đã quay trở lại với Social TV. Xin kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Hãy đăng ký, like, ủng hộ giúp kênh Social TV của mình với nhé. Mình xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị em rất là nhiều. Hôm nay thì ca sĩ Phạm Thiên Ngân vừa có chia sẻ trên trang story của mình là Thiên Ngân đang ở phòng thu âm các ca khúc mới. Cô bé chia sẻ như thế này: làm việc miệt mài không thể lười biếng. Vậy là Thiên Ngân đang cố gắng trong ngày 8 tháng 3 để ra mắt MV mới cũng như bài hát mới mà Ba Quỳnh đã viết tặng riêng cho mình theo như thông báo trước đó. Và phải nói thời gian này Thiên Ngân với lại Tuyết Nhung cũng rất miệt mài ở tại phòng thu và sắp tới sẽ cho ra mắt nhiều ca khúc, và đặc biệt show tháng 4 sắp tới diễn ra nên Thiên Ngân với lại Thiết Nhung cùng với anh Di Juno cũng như Trường Sang, Quỳnh Trang đều phải tập luyện rất là nhiều để chuẩn bị chu đáo cho các show trong tháng 8 sắp tới sau khi ca sĩ Mạnh Quỳnh về nước kết hợp cùng với các con. Thêm thông tin mới từ ca sĩ Trường Sang mới chia sẻ trên trang Facebook như sau: cuộc sống không phải là cuộc chiến tranh với những người khác mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình. Bước chậm lại giữa thế gian vội vã. Em xin được cảm ơn Đại Đức Phu Minh và người anh thân thương Phước Trí đã gieo duyên cho em được đồng hành cùng hội thiện nguyện Từ Nguyên để làm được những việc có ích cho mọi người, giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa niềm yêu thương đến tất cả mọi người. Nơi đây con học được nhiều bài học thật hay về cuộc sống và tình yêu thương, an yên và hạnh phúc. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến một người anh nữa luôn thầm lặng, theo dõi và hy sinh. Yêu thương dạy bảo cho em cách sống, cách đối nhân xử thế và cách yêu thương mọi người, từ công việc đến cuộc sống thường ngày. Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ em và tạo cho em nhiều cơ hội để thành nhân. Những lời chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự động viên và những clip cũng như bức hình chia sẻ trên trang Facebook là cảnh đi phát cơm từ thiện, chăm chỉ làm việc ở bếp để ra những món ăn ngon phục vụ cho cô bác có hoàn cảnh cơ nhỡ. Và sau những lời chia sẻ như vậy thì đã nhận được nhiều lời khen. Có lẽ trong thời gian gần đây chàng ca sĩ trẻ này đang cố gắng lấy lại lòng tin của khán giả. Thêm một thông tin mới từ ca sĩ Huỳnh Đức Duy, tức là Duy Juno. Đó là một cái thông tin hôm nay trên Viber có thông báo mới là ca sĩ Phi Nhung vừa tham gia Viber và nói lời chào. Đây cũng đã làm một cái tin làm mọi người thêm xót xa. Ngay cả cô bé Màu Hồng, một người con của chị ở Hà Nội, cũng chia sẻ thông tin này trên trang tin trên Facebook của em ấy, cũng làm cho người hâm mộ thêm nhớ về chị hai. Riêng cô bé Màu Hồng cũng có chia sẻ một tin vui: tháng mới mong em mọi điều suôn sẻ, công việc mới của em bên FPT Telecom. Cô chú anh chị nhà mình ai muốn lắp đặt internet, truyền hình, camera liên hệ em nha, em hỗ trợ toàn quốc nè. Vậy là một thông tin mới từ Phi Linh Phạm. Hiện giờ cô bé đã có một công việc mới và hy vọng cô bé sẽ thăng tiến với công việc này. Việc Quỳnh Trang mở shop online và hôm qua đã có live stream bán hàng và các mặt hàng mà Quỳnh Trang đang mở bán online rất là đẹp, đặc biệt là các sản phẩm dành cho chị em phái đẹp. Quỳnh Trang cũng đã live stream một khoảng thời gian khá dài để giới thiệu mặt hàng mà cô bé bán đến người hâm mộ, và người trợ lý của Quỳnh Trang cũng rất là chịu khó. Cả hai chị em đã chia sẻ những thông tin về sản phẩm và giá cả cũng rất phải chăng. Vậy thì shop của Trang đã chọn được những sản phẩm cực kỳ đẹp để gửi đến fan hâm mộ, và đặc biệt khi biết Quỳnh Trang bắt đầu kinh doanh online, mọi người cũng ủng hộ rất nhiều. Riêng thông tin về ca sĩ Ngọc Phụng, hiện tại thì Ngọc Phụng đang ở Hàn Quốc.
Ngọc Phụng có chia sẻ như thế này trên trang cá nhân. Tại Ansashi, Ngọc Phụng cảm ơn những lời chúc Happy Birthday sáng giờ nhé. Năm nay, Phụng đón sinh thần ở Hàn, chứ không là làm cái tiệc để gặp gia đình thân thương mình rồi. Hẹn gặp lại quý vị nhé. Wow, lạnh quá. Bức ảnh Ngọc Phụng chia sẻ trước một quán ăn của Hàn Quốc và cho biết thời tiết ở Hàn đang lạnh, và đặc biệt hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2023 là ngày sinh nhật của Ngọc Phụng, và Ngọc Phụng đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ khán thính giả bạn bè thân thương. Bên dưới phần bình luận của trang Facebook Ngọc Phụng cũng có nhiều khán giả để lại lời chúc mừng sinh nhật. Quỳnh Trang cũng để lại lời chúc như sau: chúc bạn tuổi mới thành công, sinh nhật vui vẻ nhé em trai, chúc em ngày càng ra thật nhiều sản phẩm, triệu view ngang. Chúc mừng sinh nhật Ngọc Phụng, vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trên con đường nghệ thuật. Vậy là hôm nay Ngọc Phụng đã nhận được vô số lời chúc mừng sinh nhật và Ngọc Phụng cũng rất vui. Phần cuối video hôm nay là thông tin vui mà các tác giả của Metro Writer vừa chia sẻ về ebook Song ngữ Tịnh Bình đã ra mắt vào ngày 28 tháng 2. Phiên bản kết hợp hai ngôn ngữ Anh và Việt, đặc biệt hiện có trên Amazon Kindle và Apple iBook. Ebook Song ngữ này nhằm phục vụ những người yêu mến Phi Nhung nhưng chưa mua được sách in vì bất kỳ lý do gì. Những người yêu nhạc Việt nói chung và những người hâm mộ Phi Nhung đặc biệt muốn có thêm phiên bản điện tử của sách. Vì vậy, các bạn hãy báo cho bạn bè và người thân nếu họ muốn đọc sách bằng phiên bản này. Sách điện tử ebook trên Amazon Kindle có thể đọc được trên mọi thiết bị di động có cài đặt ứng dụng Kindle cũng như máy đọc sách Kindle. Sách điện tử ebook trên Apple iBook chỉ có thể đọc được trên các thiết bị của Apple như iPhone và iPad. Xin lưu ý, Apple iBook chỉ dành cho độc giả ở nước ngoài vì chưa khả dụng tại Việt Nam do các hạn chế xuất bản. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ sách bán chạy của chúng ta, Tiểu sử của Phi Nhung. Vậy là một lần nữa, các tác giả Metro Writer đã thông báo ebook Song ngữ của Tịnh Bình đã ra mắt vào ngày 28 tháng 2. Vậy là giờ đây, độc giả, những người fan hâm mộ thân thương của chị hai có thể trải nghiệm thêm ứng dụng này để có thể đọc sách chị ở mọi nơi trên khắp thế giới. Dưới bài đăng, nhiều bình luận cũng một lần nữa cảm ơn các tác giả cũng như rất yêu thích những gì mà các tác giả đã xuất bản về sách tiểu sử của Tịnh Bình bằng nhiều phiên bản. Video chia sẻ thông tin của mình đến đây là kết thúc. Rất mong bà cô chú anh chị em tiếp tục đăng ký, like, ủng hộ giúp Susu TV với nhé. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại trong những video sau.